em lại được chào các bác nhé. Hôm nay thì lại có một uh, chú ở Hải Dương đấy, lấy cầu ông ngoại đi các bạn. Đấy, cầu em ngoại em lại đóng kiểu như này nha các bác nhá. Tất nhiên là bình thường thì em thấy cầu miền Nam người ta hay làm hai cái đầu nó 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 như nào nó bằng nhau ba phân. Thế nhưng mà bọn em làm cái cầu này thì là em lại làm uh, 3 phân nhưng mà đầu em lại vuốt các bác nhá. Cho nên nhìn nó rất là đẹp luôn các bác nhìn này. Thật sự là gỗ rất là chuẩn luôn nha các bác nhá. Không phải nói gì đâu nhưng mà nói thật sự là cái gỗ này thì đảm bảo luôn anh em nhìn này nó thẳng giống này để nó thẳng tắp luôn đúng không ạ? Đấy, gỗ thì đỏ au luôn. Cho nên là thật sự mà các bác mà chưa ai biết cái cầu này thì em khuyên thật sự là nên dùng. À. Cho nên là lại đăng lên nhá. Anh em nào mà ông ngoại ấy, cầu ông đây là làm cầu ông ngoại anh em nhá đấy đây này đầu này làm rất cẩn thận đây xẻ rãnh xẻ riết rồi là đầu là bọn em hạ cái nền nó còn một phân này, để cho nó gác vào đó nên cái này thì tất nhiên là em thì chính vì em làm cầu ông ngoại đã từng nuôi ông ngoại cho nên em biết cho nên là các bác nhìn em làm cầu nó rất là chuẩn luôn đấy gỗ cho nên là phải nói thật sự là anh em nuôi ông ngoại thì cái số lượng cầu sử dụng nó rất là nhiều cho nên là riêng cái gỗ là nó phải ok các bạn gỗ nó phải không được cong vênh thì mình mới làm nó mới mới chất lượng được chứ còn làm mà nói thật là làm mà để mà sau này cái gỗ mà nó cong vênh thì không không mình không bán hàng được đâu các bạn cái thứ nữa là đây này cái gỗ đầu này như thế này cái đầu này là mình thường là, là 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 số lượng nhiều cho nên là nó đòi hỏi cái gỗ cái đầu hồi này là nó không không thể nó rút dây được anh em nhá, cho nên là mình phải chọn những cái gỗ làm sao nó 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 rất là cứng gỗ, Đấy. nó cứng gỗ thì là mình rút dây nó không bao giờ nó bị vùi chứ còn nếu mà gỗ nó mềm là nó sau này thì bắt đầu là nó rút dây thì là nó dẫn đến cái việc là quay ấy. quay là nó sẽ 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 bị trùng dây các bác ạ, Đấy. cho nên là bọn em làm cầu vậy nhưng mà em nghiên cứu cái gỗ nó rất là ok nha các bác nha cho nên một lần nữa thì phải nói là rất là cảm ơn anh em và cũng qua cái video này thì cũng muốn nhắn nhủ đến các bác nuôi ông ngoại và bác nào mà có cái nhu cầu về mua cái cầu gỗ như này này thì gọi điện cho em Đấy, một lần nữa thì lại rất là biết ơn các bác nhé <laughs> xin trân trọng cảm ơn hẹn gặp lại ạ